Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng thêm công chức làm việc tại xã, thị trấn. Đây là nội dung đề xuất trong việc xây dựng nghị định hướng dẫn thực hiện nghị quyết 98 năm 2023 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất số lượng cán bộ công chức làm việc tại xã, thị trấn tăng thêm một người so với quy định chung tại Nghị định 33 năm 2023. Khi đó, xã loại 1 sẽ là 23 người, loại 2 là 21 người, loại 3 là 19 người. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được phép trình Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao số lượng cán bộ công chức xã, thị trấn và cán bộ phường trong biên chế cán bộ công chức cấp huyện được giao của thành phố. Lý giải cho nội dung đề xuất này, trong báo cáo gửi Bộ Nội vụ về thực trạng quản lý, sử dụng cán bộ công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường tại địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố cho biết do dân số đông, địa bàn rộng nên số lượng công việc của các cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn nhiều hơn cấp phường, có nơi có tình trạng quá tải trong việc quản lý. Nhưng hiện hành, các quy định về chức danh, bố trí số lượng và chế độ chính sách dành cho lực lượng này chưa phù hợp với khối lượng công việc đang giải quyết hiện nay. Thực tế, số lượng công chức chuyên môn ở phường có 15 vị trí nhưng phải bố trí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ 3 đến 4 người. Với khối lượng công việc, mức độ đa dạng, phức tạp trong giải quyết công việc ở phường, nếu chỉ căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính là chưa phù hợp, vì việc phường có diện tích tự nhiên, dân số và khối lượng công việc khác nhau nhưng lại bằng nhau về số lượng biên chế được giao. Do đó, đề xuất tăng số lượng cán bộ công chức làm việc tại xã, thị trấn là điều cần thiết. Thư viện pháp luật, loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu.